tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, hai ứng viên Phó Tổng thống Mỹ James David Benn và Tim Wu sẽ tham gia màn tranh luận trực tiếp trên truyền hình vào ngày 1 tháng 10 theo giờ Mỹ. Đây có thể là màn tranh luận cuối cùng trong mùa bầu cử Tổng thống năm 2024. Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump từ chối tham gia một cuộc tranh luận nữa với đối thủ Kamala Harris, nghĩa là cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Phó Tổng thống James David Benn và Tim Wu ở New York sẽ là lần đối đầu trực tiếp cuối cùng của hai ứng viên. Ông Benn, 40 tuổi và ông Wu, 60 tuổi, đều khẳng định mình là đại diện thực sự của các bang chiến trường ở Trung Tây, những nơi có thể quyết định ai là người chiến thắng trong cuộc bầu cử sau 5 tuần nữa. Lịch sử cho thấy các cuộc tranh luận của ứng viên Phó Tổng thống không có nhiều tác động, nhưng trong mùa bầu cử mà bà Harris tham gia muộn như năm nay, màn đối đầu giữa hai ông Benn và ông Wu gây chú ý hơn bình thường. Hai ông David Benn và Tim Wu được hai ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ lựa chọn để thu hút cử tri ở các bang chiến trường Trung Tây, nơi chỉ vài ngàn phiếu cũng có thể quyết định ai chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Cả hai đều là cựu quân nhân. Ông Benn được nhiều người biết đến qua cuốn hồi ký Hillbilly Elegy, còn ông Wu tự hào với tính cách bình dân của một cựu giáo viên và huấn luyện viên bóng bầu dục. Nhưng sự tương đồng của họ chỉ có vậy. Tương tự ông Trump, ông Benn hay đưa ra những phát biểu gây tranh cãi, như chê bai phe Dân Chủ là những bà cô không con ở với mèo hay cáo buộc người nhập cư Haiti ở bang Ohio ăn thịt chó mèo. Mục tiêu của ông Benn là vượt qua những kết quả thăm dò dư luận cho thấy. Ông là ứng viên phó tổng thống được ít người ủng hộ nhất trong lịch sử Mỹ, trong khi hàng loạt phát biểu của ông trước đây về phụ nữ và phá thai bị xới lại. Vì thế, các chuyên gia cho rằng, ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa sẽ phải cực kỳ thận trọng trong cuộc tranh luận lần này. Trong khi đó, ông Tim Wu sẽ phải thể hiện mình nhiều hơn vì cử tri Mỹ vẫn còn biết quá ít về ông. Từng phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ ở Iraq, ông Benn chắc chắn sẽ công kích ông Wu về chuyện ông rời lực lượng vệ binh quốc gia trước khi đơn vị của ông được điều đến Iraq. Cuộc đối đầu giữa ông Tim Wu của Đảng Dân Chủ, thống đốc bang Minnesota và James David Benn, thượng nghị sĩ Cộng hòa đến từ bang Ohio do CBS News tổ chức, có thể không mang lại nhiều lợi ích như cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9 giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris. Nhưng nó mang đến cho phó tướng của họ cơ hội để giới thiệu bản thân, bảo lãnh cho hai ứng cử viên chính và hoàn thành vai trò lâu đời của một ứng cử viên đồng hành tấn công đối thủ. Thống đốc Wells sẽ tìm cách khắc chế sâu thêm hình ảnh vụng về kỳ quặc của thượng nghị sĩ Benn trong con mắt của cử tri trẻ tuổi, đồng thời tập trung khai thác những phát ngôn bài Trump của ông Benn trong quá khứ để làm nổi bật mâu thuẫn trong nội bộ phe Cộng hòa. Trong khi đó, ông Benn sẽ xoáy vào lập trường chính sách cực tả của cá nhân ông Wu và liên danh giữa ông với Phó Tổng thống Kamala Harris nói chung. Cả ông Wu lẫn ông Benn sẽ cùng nỗ lực để bù đắp cho ứng cử viên chính và phác họa cặp đôi của mình sẽ là những lựa chọn hợp lý. Các cuộc thăm dò dư luận của AP, NORC, The New York Times, Đại học Siena được tiến hành ngay trước phiên tranh luận này, cho thấy Thống đốc Tim Wu được lòng cử tri hơn so với Thượng nghị sĩ Benn với tỷ lệ tín nhiệm lần lượt là 40% và 25%. Đáng chú ý, ông Tim Wu có uy tín cao hơn ông Benn đối với cả cử tri nữ và cử tri nam. Đây là tín hiệu tích cực đối với phe Dân Chủ, vì trong số hai ứng cử viên Tổng thống, ông Donald Trump được xem là có lợi thế hơn trong việc huy động lá phiếu từ cử tri nam nói chung. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã dành nhiều ngày để chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tranh luận với ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump. Hôm 9 tháng 9, tờ Washington Post đưa tin nhóm của bà Harris đã để một nhân vật lâu năm của Đảng Dân Chủ đóng vai ông Trump trong các cuộc tập luyện tranh luận. Bà Harris và ông Trump đã có cuộc đối đầu tranh luận đầu tiên vào tối ngày 10 tháng 9 theo giờ Mỹ, sự kiện do ABC News tổ chức. Tờ Washington Post cho biết, bà Harris ít xuất hiện trước công chúng trong những ngày trước cuộc tranh luận. Thay vào đó, bà dành phần lớn thời gian tại trại tranh luận chuyên sâu ở khách sạn Omni William Penn ở Pittsburgh. Các trợ lý của bà được cho là đã tạo ra một bối cảnh giả mô phỏng bố cục của phòng tranh luận và tuyển một nhân vật kỳ cựu đóng vai ông Trump để tung ra những lời chỉ trích gay gắt cùng với những bình luận xúc phạm để Phó Tổng thống mất nhiều thời giờ trả lời các câu hỏi đã được tập dượt trước. Người thay thế ông Trump là ông Philippe Reynes, một trợ lý lâu năm của bà Hillary Clinton. Ban đầu, ông Reynes được tuyển vào vai thượng nghị sĩ Jody Vance khi bà Harris chuẩn bị đối đầu với ông Vance trong cuộc tranh luận của Phó Tổng thống, trước khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Washington Post cho hay, khi bà Harris đã lên vị trí cao nhất và sẽ phải đối đầu với ông Trump, ông Reynes đã chuyển sang đóng vai cựu Tổng thống Mỹ.
đảm nhiệm lại vai trò mà ông đã từng làm trong quá trình bà Clinton chuẩn bị tranh luận vào năm 2016. Trái lại, theo Washington Post, ông Trump đã dành phần lớn thời gian cuối tuần tại câu lạc bộ golf ở Bedminster, New Jersey. Theo các cố vấn, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa không muốn bị công chúng cho rằng ông đang luyện tập trước buổi tranh luận với bà Harris, bởi ông Trump coi các cuộc vận động tranh cử và phỏng vấn là sự chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện tranh luận. Hồi tháng 6, ông Biden đã có màn tranh luận lúng túng trước ông Trump. Sau đó, ông Biden tuyên bố kết thúc chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng và ủng hộ bà Harris thay thế. Theo đài RT, ngay sau cuộc tranh luận, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng chúc mừng bà Kamala Harris về màn thể hiện ấn tượng trong cuộc tranh luận trực tiếp với ông Donald Trump. Ông Biden nhấn mạnh, nước Mỹ đã được chứng kiến một nhà lãnh đạo tuyệt vời trong tối nay. Bà Harris rõ ràng đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận. Tôi tự hào vì được làm việc cùng với bà ấy trong hơn 3 năm. Phó Tổng thống đã chứng minh rằng bà ấy là sự lựa chọn tốt nhất để dẫn dắt nước Mỹ tiến về phía trước. Ở chiều ngược lại, tỷ phú Elon Musk lại cho rằng bà Harris mới chỉ đang dừng ở các tuyên bố và nhấn mạnh rằng ông Trump sẽ là người có những hành động thực tế hơn. Ông Musk nhận xét, tất nhiên là bà Harris đã thể hiện tốt hơn kỳ vọng, nhưng tôi cho rằng hai người điều phối đã không công bằng với ông Trump. Nhưng tại sao chính quyền đương nhiệm không làm những điều tuyệt vời này trong nhiệm kỳ của họ? Khi nói đến việc hoàn thành các mục tiêu thay vì những lời nói hay ho, ông Trump chắc chắn sẽ làm tốt hơn. Tỷ phú Mỹ nhấn mạnh, ông Trump là người ủng hộ một ủy ban kiểm toán chính phủ nhằm cắt giảm những chi tiêu công lãng phí, trong khi bà Harris thì không. Ông Elon Musk cho rằng nước Mỹ cần những cải cách về bộ máy chính phủ để có thể thực hiện những điều tuyệt vời. Ngày 29 tháng 9, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu vận động tranh cử tại bang chiến địa Pennsylvania, được đánh giá là cử tri còn nhiều dao động. Trong đó, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường thực thi pháp luật để phòng chống tội phạm bạo lực ở nước này. Tại cuộc vận động tranh cử ở hạt Erie, Tây Bắc Pennsylvania, ông Trump đã dành phần lớn bài phát biểu của mình để nói về tình hình phạm tội của người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Ông cũng nêu quan điểm về chính sách nhập cư của Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, cho rằng đây là nguyên nhân khiến những kẻ khủng bố đang tràn vào đất nước chúng ta. Hạt Erie là một trong hai hạt của Pennsylvania ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016 trước ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton, nhưng sau đó quay sang ủng hộ ông Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Đây là điểm dừng chân thứ tư của cựu Tổng thống Mỹ trong một tháng qua tại bang Pennsylvania. Pennsylvania được coi là bang quan trọng nhất trong số 7 bang có thể quyết định cán cân trong cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Trong những tháng trước cuộc bầu cử, cả ông Trump và bà Harris đã chi hàng trăm triệu đô la Mỹ cho chiến dịch vận động tại bang đông dân nhất nước Mỹ, nhiều hơn bất kỳ bang nào khác. Theo kết quả khảo sát, bà Harris đang dẫn trước ông Trump 1,6 điểm phần trăm tại bang này. Trước đó, ngày 28 tháng 9, ông Trump đã tổ chức một cuộc meeting tương tự tại bang dao động Wisconsin. Trong đó, ông cũng cảnh báo tình trạng tội phạm bạo lực gia tăng trong nhóm những người nhập cư trái phép. Ông cho rằng cảnh sát cần mạnh tay hơn khi đối phó với tội phạm bạo lực. Dự kiến, ông Trump sẽ tổ chức một cuộc vận động tranh cử khác ở Butler, phía tây Pennsylvania, vào ngày 5 tháng 10. Trong khi đó, bà Harris có kế hoạch phát biểu trước những người ủng hộ tại Nevada, một bang chiến địa khác, vào tối ngày 30 tháng 9 theo giờ Mỹ, tức sáng ngày 1 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã huy động được 55 triệu đô la Mỹ trong hai sự kiện gây quỹ vào cuối tuần vừa qua. Theo đó, ngày 29 tháng 9, phát biểu với báo giới, một quan chức giấu tên trong chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết bà đã vận động được 27 triệu đô la Mỹ tại sự kiện gây quỹ ở Cung điện Mỹ thuật ở San Francisco vào ngày 28 tháng 9. Tại sự kiện này, cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã có bài phát biểu kêu gọi cử tri ủng hộ Phó Tổng thống Harris trong cuộc bầu cử sắp tới. Sự kiện cũng có sự tham gia của nữ ca sĩ Andrea Day. Sau đó, bà Harris đã gây quỹ thêm được 28 triệu đô la Mỹ tại sự kiện ở trung tâm thành phố Los Angeles. Tham gia biểu diễn tại sự kiện có các ca sĩ Alanis Morissette và Halle Berry. Cũng có mặt tại sự kiện này là các nghệ sĩ nổi tiếng gồm Keegan Michael Key, Sterling K. Brown, Demi Lovato, Jessica Alba, Lily Tomlin và Stevie Wonder. Tại các sự kiện, Phó Tổng thống Harris đã tập trung nêu bật các chính sách kinh tế của mình. Chiến dịch tranh cử Tổng thống của bà Harris và Đảng Dân Chủ đã huy động được 361 triệu đô la Mỹ vào tháng 8, mang lại cho bà lợi thế tiền mặt rõ ràng so với đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Cùng tháng này, ông Trump huy động được 130 triệu đô la Mỹ. Trong bối cảnh chỉ còn hơn một tháng nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống ngày 5 tháng 11. Kết quả cuộc thăm dò dư luận của Reuters Ipsos được thực hiện vào đầu tháng này cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 47% đến 40%.
trong khi đó kết quả các cuộc thăm dò khác cho thấy tỷ lệ chênh lệch rất ít. Trong một sự kiện vận động tranh cử ở Wisconsin, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump nói: "Sau khi chiến dịch tranh cử lần này kết thúc, tôi có thể tắm nắng trên bãi biển. Bạn chưa bao giờ thấy một cơ thể đẹp đến thế, đẹp hơn nhiều so với ông Joe Biden." Cựu Tổng thống Donald Trump đã 3 lần tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ. Sau 2 lần bị ám sát hụt, ông Donald Trump cho biết mong muốn tiếp tục chiến đấu vì nước Mỹ là lý do mà ông muốn trụ lại trên đường đua vào năm 2024. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa đã có mặt tại tiểu bang chiến trường Trung Tây trong nỗ lực tăng cường tần suất tranh cử khi chỉ còn hơn 5 tuần nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Theo đài USA Today, số lượng cử tri Mỹ đăng ký tham gia bầu cử vào tháng 11 cao kỷ lục. Tính đến giữa tháng 9 năm 2024, số lượng cử tri đăng ký bỏ phiếu trên trang đã vượt mốc 150.000 người, trong đó số liệu ở nhóm cử tri 18 tuổi cao hơn 53% so với cùng kỳ 4 năm trước. Một khảo sát gần đây do chuyên trang Gen Forward thuộc Đại học Chicago, Mỹ thực hiện cho thấy mối quan tâm của cử tri trẻ ở cuộc đua năm nay trải dài ở nhiều lĩnh vực, nhưng chủ chốt nhất là 4 vấn đề, gồm kinh tế và chi phí sinh hoạt, vấn đề phá thai, vấn đề nhập cư và chính sách đối ngoại của Mỹ. Đây cũng là những mũi nhọn mà ông Trump và bà Harris tập trung trong các cuộc vận động tranh cử lâu nay nhằm giành thêm phiếu bầu vào tháng 11 tới. Dẫn trước trong một số vấn đề nóng hổi thu hút nhiều sự quan tâm của cử tri, bao gồm nhập cư và an ninh biên giới, ông Trump rất biết cách sử dụng lợi thế này để tấn công đối thủ Harris. Trích dẫn số liệu từ cơ quan thực thi di trú và hải quan, ông Trump cho rằng dưới thời bà Kamala Harris, hơn 13.099 đối tượng phạm tội sát hại người khác bị kết án đã vượt biên vào Mỹ. Cựu Tổng thống cho rằng với cách điều hành yếu kém như vậy, bà Harris nên bị luận tội. Tuyên bố này của ông Trump được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm biên giới ở bang Arizona vào ngày 27 tháng 9. Ngày 29 tháng 9, ông Donald Trump đã có bài phát biểu vận động tranh cử tại bang chiến địa Pennsylvania, được đánh giá là cử tri còn nhiều dao động. Trong đó, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường thực thi pháp luật để phòng chống tội phạm bạo lực ở nước này. Tại cuộc vận động tranh cử ở hạt Erie, Tây Bắc Pennsylvania, ông Trump đã dành phần lớn bài phát biểu của mình để nói về tình hình tội phạm của người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ. Ông cũng nêu quan điểm về chính sách nhập cư của Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, cho rằng đây là nguyên nhân khiến những kẻ khủng bố đang tràn vào đất nước chúng ta. Hạt Erie là một trong hai hạt của bang Pennsylvania ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016 trước ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton, nhưng sau đó quay sang ủng hộ ông Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Đây là điểm dừng chân thứ tư của cựu Tổng thống Mỹ trong một tháng qua tại bang Pennsylvania. Chiến dịch tranh cử của bà Harris cũng nhanh chóng đáp lại những tuyên bố của ông Trump trước đó. Bà Harris phát biểu tại sự kiện tranh cử ở Arizona: "Ông Donald Trump không làm gì để điều chỉnh hệ thống nhập cư đã không còn hiệu quả, không giải quyết được tình trạng thiếu thẩm phán di trú và lực lượng biên phòng trong suốt 4 năm đảm đương vai trò Tổng thống. Ông ấy không tạo ra những con đường hợp pháp để người di cư đến Mỹ, không làm gì để giải quyết hệ thống tị nạn lỗi thời hay phối hợp với chính phủ nước khác nhằm giải quyết vấn đề di cư, vốn là thách thức của khu vực." Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!